Ủa, mấy con này là mới về luôn á anh Thất? Mỗi như 7 tay, 8 tay, 7 tay, 7 tay. Dạ. Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì dạo hôm nay mọi người quay ở nhà với lại quay cá biển màu này, quay Getty với lại Molly khá là nhiều rồi ha. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, thì chúng ta đổi không khí một tí ha mọi người ha. Thì mình sẽ quay lại nhà anh Thức đấy, một người anh chơi cá lóc đó mọi người. Thì mình có theo dõi ảnh, mình thấy hôm nay ảnh lên cá nhiều lắm mọi người, đầy đủ size luôn, có thêm size mini nữa mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay cái dòng cá săn mồi là cá lóc cảnh cho anh em xem ha. Giờ thì cùng mình đi tới nhà anh Thức nha mọi người, let's go. Thì hiện tại mình đang có mặt gần nhà anh Thức rồi mọi người. Mọi người thấy cái chỗ để xe đông đông đó không? Đấy, giờ thì mình sẽ đi vô nhà anh Thức đấy để quay những cái dòng cá lóc coi thử sau Tết thì anh Thức có cập nhật thêm các dòng cá lóc nào không ha mọi người ha, coi như, cũng như là coi thử cái không gian nuôi á mọi người nó có thay đổi ra sao ha. Rồi giờ thì cùng mình đi nha mọi người. Giờ thì mình đã tới nơi rồi mọi người, thì giờ cùng mình đi vô trong để xem thử có gì mới không nha mọi người. Đấy thì cùng theo trong mình nha, tiếp vô. Đây mọi người, thì mình có mang ít trùng tỉ qua anh Thức, anh Thức nhờ lấy giùm á mọi người. Giờ thì mình cùng mình đi vô trong nha. Hello chị, hello anh Thức, anh Thức nè. Dạ chồng nè. Đây là anh Thức nha mọi người. Đấy, thì anh em mà xem video thì chắc cũng biết rồi. Đó. Hôm nay và cập nhật lại cái góc nuôi lóc của anh Thức đấy. Trời ơi, quay sơ sơ cho anh em xem nè, quá trời luôn. Đây là rất, mấy cái mới hả? Rất quá là nhiều luôn, luôn. Quá trời luôn. Đây, để anh quay cho anh em xem nha. Đây là đó, rất là đẹp. Rồi, hôm nay full vàng luôn rồi mọi người đó. Rất là nhiều đó. Để mình quay cho anh em xem ha, cập nhật lại nè. Giờ rất là đẹp luôn mọi người, xem nè, đó, full luôn rồi, full luôn rồi, rất là đẹp luôn, đó, mọi người thấy đã không? Rất là tuyệt ha. Đấy. Giờ mình từ quay từ ngoài vào trong cho anh em xem nha. Thì, hồ đây là cũng là một đứa nữ hồ này mọi người. Đó. Ủa đâu phải, này là cái gì, hồn đế gì nè, chứ không phải nữ hồn đâu. Mọi người thấy đã không? Rất là đẹp luôn. Anh em nào mà chưa thích dòng cá lóc cảnh ha, thì xem video này bao tê luôn, bao mê luôn, rất là đẹp luôn. Đấy. Thì chủ yếu mỗi lần qua đây thì mình sẽ quay những cái con cá lóc này cho anh em ngắm, rất là đẹp. Dưới góc dưới đây nữa mọi người, anh quay cho em xem nha. Đã. Dưới đây thì có đây là hình như là nữ hồ. Đấy. Lâu quá không quay cá lóc cho anh em xem cũng quên hết tên. Đấy. Rất là đẹp luôn. Xịn ha mọi người ha, rất là xịn nha. Nhìn đã ghê. Quá đã. Quán sông này. Rất là tuyệt vời. Đầy đủ. Rồi. Và phía bên đây nha mọi người. Này là nữ hồn. Rất là đẹp.
Đấy. Mấy này con cá này cho ăn hết chưa anh Thất? Chưa em chưa cho Chưa ăn đâu. chưa cho ăn luôn hả? Đó, rất là đẹp. Ủa, ở trên đó là gì vậy anh Thất? À mấy con mini phơm chơi mà, phơm. Mini nữa. Tí nữa mình quay mấy con cá lóc mini cho mọi người xem nha. Hồ này còn trắng nè. Còn dưới đây. Rồi, đây có thêm pháo. Dạ. Em tính hỏi anh này. Đây là pháo này mọi người. Ô. Đưa tay vô là kìa mọi người. Tung lắm, rất là đẹp luôn, người thấy đã rất là đẹp luôn. Uống cà phê ngắm cá chiều chiều để hình thức nay là già vô trong đây uống cà phê luôn rồi, vô đây ngồi chiêu luôn, lên nguyên cái vàng rất là đã luôn mọi người. Khác ha, khác hôm trước đó mọi người. Hôm trước qua là hôm trước qua là có hình như sáu hồ đúng không anh Thất? Dạ. Giờ là lên đây rồi, nói chung là trải dài qua nguyên cái thành luôn mọi người, rất là nhiều luôn đấy đó. Giờ mình quay cho anh em xem trước đi, quay cá cho mình ngắm trước nha, rất là đẹp luôn. Cái con pháo này chắc cũng hơn 20 cm hơn thấp hả? Wow, con pháo này 23 cm nha mọi người, thì thấy nó to lắm. Trời ơi, mọi người coi nè. Coi con cá nè. Trung dữ dằn luôn. Rất là tuyệt luôn. Rồi. Quá đã. Đấy. Hôm nay tiện quay cá bảy màu với Molly được không ạ? Hôm nay cập nhật lại cá lóc cho anh em xem ha. Anh em yêu mến cái dòng cá săn mồi ha, đặc biệt là cá lóc cảnh. Thì có thể xem video này nè. Chủ yếu là ngắm cá thôi mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, mình ra phía bên đây đi. Phía bên đây là nữ hòn mọi người. To lắm. Sài to. Đẹp lắm mọi người. Ủa, mấy con này là mới về luôn á anh Thất? Mỗi như 7 tay, 8 tay, là 7 tay, 7 tay. Dạ. Đêm 7 tay vậy. Tính nhà cá kêu để ngắn không mà thấy đi suốt rồi về liên tục luôn ha. Đó, đây mọi người coi em thích gì đây, tuyệt vời luôn, tương tác dữ. Trời ơi, cá mới về bẫy tại mà nó sung vậy luôn hả anh? Thì con tinh thần nó tốt rồi, nó làm sung lắm, dạ. lẹ lắm, mà thì con tinh thần nó yếu lông. Tắt lâu anh em xem nè, thấy cái sông không? Thú vui đơn giản chơi cá lóc chắc là vậy, là đã vui anh đó. Mệt rồi mọi người, mệt đây giờ luôn. Còn phía trên đây nữa thì chủ đạo vẫn là nữ hoàng anh Thất. Nữ hoàng hoàng đế. Dạ, nữ hồi hồi đó toàn là gì à, chơi vua mà vua. Rất Nữ là hoàng đẹp hoàng đế của mẹ. đây nữa. Thì anh Thất ở đây là chủ yếu là toàn là nữ hoàng với hoàng đế không nha mọi người, rất là đẹp luôn đó. Chất lượng cá thì anh em cứ xem video ha, mình chủ yếu mình quay cá cho anh em xem. Như là anh Thất đây là bên đây tương vô tác nó nó rất là phơm đẹp. lên mà Dạ. Là cá ở đây chủ yếu là nguồn Indo hết anh đúng Thất. rồi, nhập Indo không anh Dạ. ạ, nó nhập China, mini cũng nhập Indo luôn. Wow. Vậy xuất xứ xứ cá ở đây là toàn là anh Thất lấy Indo bên Indo về không à? Đấy mọi người, là cá lóc Indo nha, rất là đẹp luôn. Đấy. Mà chủ yếu là anh em cũng nhìn cái con cá thôi nè, cá nó đẹp, nó sung. Anh em chơi cá lóc rồi chủ yếu là chơi kiểu vậy thôi là ok, tắt tay rồi này mọi người. Đó. Mà giờ tinh thần chưa ổn À, định dạ. Đó.
giờ. Đấy, thì có những con mà anh thức về nó cũng còn bị nhát mà nè, nó còn chưa tương tác, còn những cái con này thì nó sung lắm, rất là đẹp luôn, nữ hoàng nha mọi người, rất là đẹp. Rồi đó, xung quanh toàn là cá không mọi người. Anh em nào ở gần khu vực Bình Thạnh đó, có thể dí vào đây ha, uống cà phê ngắm cá đã luôn mọi người, rất tuyệt vời luôn. Người coi nó đã không, nó quẩy banh cái nền luôn trời, quá lắm, nó đào luôn á. Này quần đới, quần đới nó quá hơn này, đới nó quá rồi lên gặp 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 kiếm cái gì ấy. Nguyên cái dãy này là toàn là nữ hò không anh nè? Ờ, đúng rồi. Dạ. Nguyên một vàng để chơi nữ hò không anh nha mọi người. Rất rất đẹp luôn. Cố gắng quay con cá rõ nhất cho anh em xem ha. Ngắm cá rồi chơi. Quả gì chứ? Trời ơi. Ở wow, ở trên đây là mini á. Dạ. Ôi. Cái này là mini sinh sản Indo nha, chứ không phải mini sinh sản China nha. À dạ. Cái này là cái gì anh? Nữ hoàng đó em. Cũng nữ hoàng luôn ha. Ờ. À. Trời ơi. Đã lắm mọi người, nhiều lắm. Đây là trùng vô hết rồi. Nó chưa xuống lên ta. Không dám đâu, mất tiêu luôn rồi. Không bự nó ăn hết rồi. Trời ơi. Mấy con này chắc mấy nhiêu xăng anh thích mà. Năm thứ xăng. Sáu xăng, nó còn sáu xăng luôn. Ủa vậy là thằng cá lóc nữ hòn là nó sinh sản được luôn hả anh thích? Đúng rồi, Indo sinh sản được em. À. Indo sinh sản được, Trung Quốc cũng sinh sản được. Dạ. Thì cái con cá lóc nữ hòn này có sinh sản rồi nè mọi người, nhưng mà sinh sản ở bên nước bạn mọi người. Nào mình chưa làm được. Dạ. Rất là đẹp luôn. Ê, như mấy cái con size mini này mềm không anh thích? Giá giá bao nhiêu ta? Lẻ con 850 rồi. Lẻ một con 850. Ồ. Đây mọi người. Ồ, China hàng China thì có 4-500 mà. À. 400 thì 400 thì có bán 400 con. Ồ. Vậy tính ra cái con cá lóc này nó mắc ghĩa là do cái nguồn nó thấp. Rồi. Rồi. Thì em cũng không rành nữa. Đó. Nên hỏi anh Thất, anh Thất chia sẻ cho mọi người biết ha. Thì cái này là Indo nè mọi người. Nữ hồ Indo size tầm 5-6 cm nè mọi người. Đấy. Thì hàng này thì nó mềm. Cái giá 800 mấy, 850, 900 gì đó. Đó. Anh em mua giờ chơi trải nghiệm ha. Để mình quay con cá mini cho anh em xem. Rất là đẹp. Quá đã luôn, rất là nhiều luôn. Đó. Mọi người thấy đã không? Thì cái size cỡ này anh thích hay chỉ cho ăn trùng không anh thích? Đúng rồi, ăn trùng. Anh không có phơm nên anh cho ăn trùng. À. Nhiều người tay đem về người ta phơm mà cho tập cho ăn cám á. Dạ. Nó phơm từ nhỏ cho lên đẹp. À. Dạ. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Niềm đam mê chơi nữ hoàng giờ chơi luôn tới mini luôn rồi, nghiêng hồ luôn, rất là đã luôn á mọi người. À. Nhiều khi nhập Indo giá cũng cao á, khá khó tiếp cận thì sao anh nhập China có rẻ. Dạ. Trong này chắc cũng không có bốn mấy con á, bốn mấy con rồi, giao sử 30-20 52 con còn 48 con còn 48 con tách phơm 4 con còn tách 44 con. Dạ. Là cái ủa cái size này là mình nuôi chung được không sợ nó cắn nhau anh thích? Lớn chút nữa là cắn á. À. Nếu mà lớn hơn nữa thì cắn. Thì phải làm hồ tách phơm hết. À.
Chắc là đã không ơi. Mà nhìn mấy cái con size mini đây mà nó lên hô băng rồi hết trơn mà. Đúng rồi. Nhìn nó đã. Tụi nó bán size 3, 4 chưa có qua danh đâu. Size 2, 3 đồ cũng có. À, dạ. Yeah. Tầm size cỡ này á. Tụi chốt với tụi Indo là chốt trước trước khi ngày về là cỡ chừng 7 đến 10 ngày á. Tụi nó nuôi dùm nữa. À, dạ. Yeah. Nuôi dùm nó mới lên được vậy. Dạ. Yeah. Nhưng mà đẹp. Kiểu như cái con cá lóc mini em thấy có nhiều cái nhìn nó như cái con cá lóc gì á. Nó kiểu nó nhỏ quá. Cái rồng của mình nhớ nhiều thằng nó bán xe 3, xe 4, xe 2, xe 3 à. Dạ. Xíu à. Dạ. Nói chung là nó nhỏ vậy. Không thấy đường qua dân gì vậy đâu. Dạ. Đây thì cái con này thì nó lên hết trơn mà. Kiểu về phong mình mua hợp giá tiền giờ nó cũng đẹp á. Mình nhìn nó do cách mình phơm nữa em. Dạ. Chứ giờ nhỏ xíu thì kêu lửa cũng không biết lửa gì. Lửa trong đầu bỏ về phơm thôi. Cái này ai mà mua qua kêu lửa nhìn con nào cũng như con nào à. Dạ. Chỉ ghen nhau. Là đẹp nha mọi người. Đấy. Mới đẻ ra mà nó đâu có ăn, đâu có phát triển pin, biết pin con nào được, không được đâu. Dạ. Ở trong mua giờ thì cũng là... Kêu lửa có khách kêu lửa phẩm cao giùm, biết con nào đâu lửa. Đấy là thực tế luôn đúng rồi đó. Cái bóc như vậy biết con nào biết nào. Dạ. Nói chung có hồ văn là đẹp rồi mọi người. Có hồ văn nhìn là thấy ok rồi. Nó không giống mấy con lóc gì. Xài 3-4 là mọi người mua dòng nào nhìn nó cũng... ấy đó. Nó không có hồ văn rồi này nọ đâu. Rất là đẹp nha mọi người. 850 một bí nha. Hai con 1.6 triệu. À, hai con là được fix 50.000. Hai con là được. Hai con 100.000. Dạ, 50.000 con được fix 50.000 một con. Đó. Đấy, đứng trên góc này quay xuống thì được bao vét riêng cái vàng rồi mọi người. Thì cái góc này là góc anh thức chiều chiều uống cà phê đồ ha. Có vậy để ai muốn vô đây uống cà phê là để bè ra uống ha đó. Được không vậy? Đó. Đó, thì bên đây là cá đó, bên đây là cà phê. Anh em mà thích thì có thể vô đây ngồi uống cà phê ngắm cá ha. Rồi ngắm cá chưa đã thì bỏ cá vô bọc mang về luôn ha đó. Rất là tuyệt vời mọi người. Thì mỗi lần qua đây với mọi người là chỉ có một cái sự cập nhật khác nha mọi người. Đấy, thì chắc cái clip này của mình ở bên khu nuôi cá lóc của anh Thức thì chắc cũng là clip thứ 3 rồi mọi người. Mỗi lần qua đều có một cái khác nha mọi người ha. Đấy. Mà khác cái gì thì mọi người cứ xem video. Mình quay cụ thể kiểu từng con cá chủ yếu là để anh em ngắm cuối cùng ha. Đấy. Đi làm về mệt mỏi hay là gì đó vô ngắm cá. Đấy. Rất là thư giãn luôn. Con này thì nó chưa có sung này mọi người. Còn những cái con này là nó sung lắm. Đã ha mọi người ha. Đưa tay vô là nó kìa kiểu nó tương tác không mọi người, nhìn rất là đã luôn, mọi người rất là đẹp. Ủa? Cái bọc trong này là bọc gì anh Thức hả? À, là tụi lộc em, cá lâm vũ á. À, lâm vũ. Dạ. Rất là đã luôn, quá đẹp. Phía bên đây cũng vậy nha mọi người. Mình quay lại sơ sơ các con cá ở đây ha. Ủa gì đây? Đã chốt là có. Ở về có chú kia chú coi lấy coi YouTube quen nó qua mua á. Đã chốt luôn rồi hả? Trời ơi lẹ vậy trời. Cá về ngày 7 tháng 3 nha mọi người. Nay hôm nay là ngày 9 mà đã chốt rồi mọi người. Ba con. Trời ơi. Thôi thì giờ mình quay cho anh em xem thôi nha. À, chứ cái này cũng của khách rồi chứ không phải của anh Thất nữa. Cái của khách rồi mà mọi người. Đấy, đẹp luôn. Đấy, đây này. Những con này đẹp. Quá đã luôn. Rất là đẹp. Và đây là mê. Này lẹt được con pháo nè. Có được con pháo. Ủa con pháo này là cũng về kèm chung với lô đó luôn anh Thất. Hay là pháo này lâu rồi, trước rồi. À dạ. Tính nhà con pháo nó cũng cái vẻ đẹp riêng của nó anh ha. Cái màu á. Dạ. Nó bự hai chó lắm mày. Dạ. Tèn à em thấy pháo dưới 20 không à. Chứ con này. Ủa. Hôm bữa anh Thất nói cái dòng pháo là massage nó nhiêu ta? 30. 30 thôi đúng không? Dạ.
thì con này là chỉ có 23 thôi mọi người, mà cái size 23 mà nằm trong cái hồ đây thấy cũng hơi chặt chặt đó. Dạ, nhìn đó. nó kiểu hơi tù túng bả tí nè mà trông lắm mọi người, rất là đẹp luôn. Trời ơi. Dạ, rất là đẹp ha. Mỗi con này nó có cái vẻ đẹp khác nhau, rất là ok luôn. Con này thì đang chét nha. Đó. À. Dạ. Dạ, nó còn nhát tí ha. Đây là hoàng đế này, này. Quay ra nó hơi bị chói. Để Ừ, lấy. con biết ở Việt Nam hơi hiếm mà. Ủa con này chưa tới 20 luôn á anh. Tôi em có tới 16, 16 này à, đợi phải dưỡng lại tí nó mới sung này mọi người. Đấy. Thì anh em có thể theo dõi với lại cập nhật các con cá lóc mà ở đây trong video mình đang này, nhiều khi nó chưa có được ấy á mọi người, thì mọi người có thể theo dõi Facebook của anh Thức nha. Đấy. Thì Facebook của anh Thức là Nguyễn Anh Thức luôn á mọi người. Đấy, hoặc là Zalo. Anh em có thể liên hệ anh Thức nha để có thể xem được những chú cá lóc này. Đấy. Đó. Biết đâu tìm được con nào phù hợp với mình nha mọi người. Thì mình cũng chủ yếu là quay cho anh em xem thôi, ngắm cá là chủ yếu hơn là đó, xong rồi nó rất là đẹp luôn, quá đã luôn. Trời ơi, hiện tại không có thời gian mọi người, có thời gian rồi có điều kiện tí ha, sắm con về chơi, về ngắm chơi chơi buổi tối rồi uống tà rồi ha, uống cà phê rồi dập dập nó vậy cũng chiêu phép em mọi người. Tại vì cái con cá lóc này nó kiểu như là cá săn mồi đó mọi người, nên với lại cái dòng lóc này nó ngầu lắm mọi người, nữ hoàng mà, nữ hoàng rất là đẹp luôn, quá đã mọi người, tuyệt vời lắm. Đó, quay nãy giờ nói chung là kỹ lắm mọi người, quay cho anh em xem thôi chứ không gì hết. Rồi cà phía bên đây cái gì nhảy, cái gì nhảy con mèo nó đĩa hả, mèo nè sao nó nằm trong đó vậy, cái kêu vậy. Đây. Đây cái hồ đây thì thô rất là đẹp luôn đó. Rất là đã đó. Hồ đây là hồ bự rồi, hồ ở ngoài đầu tiên luôn, quay lại cho anh em xem nha, nãy quay lướt ngang qua đó. Rất là đẹp luôn, quá đã ha, tuyệt vời lắm mọi người. Nói chung qua đây là quay cá lóc bay suốt, tại vì mỗi con nó có một cái kiểu như vẻ đẹp riêng mọi người. Ủa anh Thất, y như mỗi con như vậy anh Thất thì nó có giá trị khác nhau chứ đâu phải đồng giá hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì mỗi con là nó sẽ đều có giá khác nhau, tại vì cái vẻ đẹp nó khác nhau đó mọi người. Đấy thì nên mình quay cũng kỹ kỹ một tí cho anh em xem ha, rất là đẹp luôn, không đầu đã mọi người, đầu thì là chắc thôi kiểu ngầu á mọi người, chơi với con nữ hồ này cái đầu nó kiểu vậy mình thấy nó ngầu ngầu sao ấy, mọi người rất là đẹp luôn, kiểu hàm hố mọi người, rất là tuyệt vời đó. Đã. Đưa cái camera vô mà tưởng chì chì cái cam mình luôn nè mọi người, trời ơi đã ghê luôn á mọi người. Đấy trên đây là nữ hồ ở gì, hoàng đế, trên đây là hoàng đế hay mọi người ha. Đó. Rất là đẹp cái hồ hoàng đế, đèn dính sáng ghê luôn, nhìn cái con cá, nhìn cái con cá đã màu á mọi người. Thì ở dưới là nữ, còn ở trên là hồn đế lại mọi người, còn là du không à, vua của cá lóc mà rất là đẹp luôn. Đó. Cái con này nằm trong một cái hồ rất là to luôn đó mọi người. Đấy. À, nó bơi kiểu rất là thoải mái luôn, nhìn rất là chill mọi người. Đó.
Thì thông tin của anh Thức mọi người thì cũng như những video trước thôi mọi người, thì mình sẽ để ở phần mô tả thôi mọi người ha. Đấy, anh em cần thì có thể liên hệ anh Thức đấy, cũng như là địa chỉ có thể ghé qua uống cà phê ngắm cá nè, đấy giao lưu với anh Thức hay mọi người ha. Đấy đó. Thì quán cà phê của anh Thức thì quán cà phê thì ngày nào chả mở anh Thức. Dạ, dạ mở full nha mọi người. Đấy thì có thể ghé qua uống cà phê ngắm cá. tới địa chỉ đây đọc bát cà phê uống cà phê nhắm cá là được đặt cách vô đây. Vô đây có cái bàn vô đây uống cà phê cho mọi người. Để ở ngoài anh Thức ở nhà anh Thức bán cà phê phía đằng trước nữa mọi người, còn chỉ có cái góc ở trong đây là cá lóc để đầy luôn đấy, anh em vô ngắm chơi uống cà phê ha, giải trí. Đặc biệt là tới anh em tới những ngày cuối cùng đó mọi người thì có anh Thức ở đây ha. Rồi và hôm nay cũng là một cái video quay lại cập nhật về cá lóc ở nhà anh Thức hơn mọi người ha. Đó rồi thì nãy giờ mình cũng quay rồi đó. Thông tin thì mình để ở phần mô tả đó. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha đó. Xem cá vui vẻ nữa nè đấy, hạnh phúc ha. Rồi ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người video sau nha mọi người. Anh Thức bye bye mọi người nha anh Thức. Bye.